mùng 5 tháng 5 quê tôi Chợ Lách, Bến Tre. Quay em. Rất đẹp. Đây nè, đây nè. Nó ngay đó kìa. Cho rằng rằng quá cụ tả phân làm phước duyên bồ vượt qua vượt cho đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân phong trần ai cũng phong trần được đây nhờ của người bận. Điện ơi, em điện ơi. Dạ mẹ đây con mẹ. Hả? Sao vậy?
tới nay mà chưa làm xong. Hey. Đi đây nè thôi. Thank you.